Hello, chào anh chị Yêu Loan. Em Cường, chủ kênh Yêu Loan TV. Hôm nay ngày chủ nhật. Cũng như hôm trước em cũng đã có một cái đoạn clip chia sẻ về cái cách trước và sau khi kích hoa cho cả nhà mình xem. Thì hôm nay cũng như lời hứa của em á là tới ngày 25, nhưng mà nay đụng chủ nhật thì mới là ngày 24 thôi. 24 tháng 8 âm lịch thôi, nhưng mà em vẫn mang cái cây hồ điệp lá biên của em đây. Đầu video chúc cho mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mọi người xem video nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh giúp kênh ngày một phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì qua đây là mọi người quan sát cùng em là một cây hồ điệp lá biên em nuôi cho ăn nắng, rất là tuyệt vời luôn. Nó ra nhìn cũng phê lắm. Đây mọi người ngó. Đây. Nuôi rất là ok. Cây đây lúc trước mới đem về là nó nhỏ lắm. Nó mới tới đây thôi. Tới đây thôi. Được 6-7 lá thôi. Còn bây giờ nó ra thêm 5 lá này. 1, 2, 3, 4, 5 này. Còn cây đây cũng lớn hơn chút xíu. Thì nó ra được 6 cái lá. 1, 2, 3 này. 1, 2, 3. Đó, cây hồ điệp lá biên đây á, là mọi người chủ yếu á, nếu mà thuần vô chậu á, là mọi người dùng than củi á, dùng than củi nó phát triển rất là tốt. Đây mọi người quan sát toàn bộ than củi với lại rêu, cái rêu của nó em giữ lại được một phần, còn tách bóc vứt hai phần đó để giữ ẩm thôi. Còn bây giờ bộ rễ đồ ra rất là ngon lành luôn. Mọi người quan sát đây, bộ rễ nó đi xuống giá thể xanh mướt. Thì qua là cái vấn đề kích hoa ngày hôm nay thì em dùng cây dây đỏ nè mọi người. Đây cây dây đỏ, đây cây dây pro đó, dùng để bầu trực tiếp đây. Thì em dùng cây dây pro đây với lại cái tỷ lệ là 1cc nước này. Đây mọi người quan sát 1cc nước, mọi người cẩn thận hơn thì dùng nước Aquafina cũng được. Còn không thì dùng nước máy lọc của nhà mình á. Nhà mình có nước lọc thì mình dùng nước lọc thôi. 1cc nước lọc với lại 1cc cây dây đỏ. Đây, pha chung với nhau. Pha chung với nhau để em lấy cho mọi người xem. Đây, mình pha chung với nhau thì mình hút 1cc là ok luôn. Do cái camera nó xa quá cho nên là em không có pho qua đây pho. Em nhờ thằng cu qua đây ba giúp bạn này cái. Dạ. Chào cô chú đi. Giỏi. Cầm cái bình cho ba, bằng bình đỏ này. Đó, đi cầm vững rồi chưa? Bỏ xuống xíu để cho cô chú thấy. Đó. Anh sẽ hiện rút thêm 1cc nữa là thành 2cc đó. Từ để ba kiểm tra thử. Rút 2cc là ok. Mà em mới quay được cái video thấy là quá này. Đây này, đó. Thì chúng ta có thêm 1cc nữa là tổng cộng là thành 2cc là tỷ lệ 50-50 đó mọi người. Đó, cây pro này. Đây mọi người quan sát. À, mọi người lưu ý sau khi mà mọi người rút rút thêm một trước khi mình lấy dung dịch từ cái cây dây đây á, là mọi người lưu ý phải lắc đều lên cho thuốc nó đều đó. Đó, lắc cho thuốc nó đều lên, bắt đầu là mình lúc đó mình rút. Cho nên là mọi người lưu ý. Còn đây á là mọi người khi mà nó rút vô được đây rồi á, là mọi người lưu ý là chúng ta hạ nó xuống một chút xíu, ống xì ranh xuống chút xíu để cho nó dư lên trên này đó. Mọi người cũng lắc đều. Đó. Lắc đều để cho cái dung dịch đây nó hòa tan với nhau đó, nó hòa chung với nhau thì chúng ta kích nó mới hiệu quả được. Và lưu ý là trước khi kích á là mọi người cắt nước một ngày đó, mọi người nên cắt nước một ngày. Thì cái cây quay mình cũng đã được cắt nước đây, cắt nước một ngày, và sau khi kích mọi người cắt nước thêm hai ngày nữa là thành ba ngày rồi mọi người kích. Mọi người lúc đó là bắt đầu là chúng ta thực hiện kích. Thì theo quan sát của em á, là năm ngoái á, là nó có hoa dưới nách đây này. Đó.
Còn năm đây là những cái chỗ đây, cây thật sự nó rất rất là khỏe. 1 2 3 4 5 cặp lá là thành 10 lá. Là chúng ta chọn vị trí. Mọi người lưu ý nha, cái đây á, là mọi người nhỏ vào nách lá, nhỏ vào nách lá. Đó, mọi người cảm thấy cái vị trí nào là xứng đáng cho hoa là mọi người nhỏ vô. Đây này. Để zoom sát qua cho mọi người xem. Đây cái nách lá đây. Đó, mọi người nhỏ một giọt duy nhất thôi. Một giọt duy nhất. Rồi sau khi thuốc nó chảy vô trong nách lá này, một giọt duy nhất. Thì tiếp tục mọi người thấy cái nách bên đây nữa là muốn cho ra hai vòi hoa là mọi người nhỏ hai giọt. Bốn vòi hoa là mọi người nhỏ bốn giọt. Đó. Đó, chỉ cần nhỏ vào nách lá thôi. Nhỏ vào nách lá là một nách đây á là một giọt, một nách bên đây một giọt. Thì sau 2 ngày cắt nước thì chúng ta tưới nước lại bình thường. Đó, còn bên đây mọi người đừng có tham. Nếu mà mọi người á, muốn kích cho nhiều ngồng hoa á, là mọi người lưu ý là cái cây chúng ta phải khỏe, bộ rễ khỏe. Đây này mọi người quan sát bộ rễ khỏe, cây nó mới đủ sức để nó nuôi cái ngồng hoa trong khoảng thời gian 3 tháng là 90 ngày đó mọi người. Cho nên là mọi người lưu ý như em đây là cái cây em rất là khỏe, cho nên em kích 4 nách 4 giọt. Đó, 4 nách 4 giọt thì cây đây là chắc chắn cho 4 ngầm hoa. Đó là chuyện rất là bình thường, tại vì năm ngoái là em làm rồi, còn năm đây á là cũng thực hiện nhưng mà em quay trực tiếp, quay để cho mọi người xem, mọi người tham khảo. Và sau khi có hoa, sau khi mà cây lên nụ hoa là em tiếp tục, em sẽ review tiếp để cho cả nhà mình cùng nhau xem với em cho vui. Và cái kết quả nó rất là tuyệt vời sau khi mà dùng bằng cách đây. Đó, thì em chia sẻ một đoạn clip ngắn để cùng với cả nhà mình, đó, cùng với cả nhà mình trải nghiệm về cái cách kích hoa hồ điệp. Mình trước khi kích là em cũng đã nói rồi, dùng lăng kali cao và kết hợp với lại N3M để làm cho cái bộ rễ cây nó phát triển tốt không. Còn bây giờ là mọi người không dùng lăng kali cao á, thì cái tỷ lệ khi mà mình kích hoa cho cây hồ điệp đây á, là tỷ lệ nó rất là thấp luôn. Đó, rất là thấp. Thì mọi người lưu ý, sau khi mình dùng đủ lượng lăng và kali trong khoảng 8 lần, đó, 8 lần là ít nhất. Nếu mà mọi người có thời gian thì 10 lần thì cái cây nó sẽ hấp thụ được lăng và kali cao, lá sẽ dài đây này, và tỷ lệ mình kích cái kỳ gì đây vô á là nó ra hoa rất là chuẩn và ok luôn. Không trượt phát nào luôn. Cho nên là những điều lưu ý là em cũng đã nói qua một cái video rồi. Cho nên là chúc cho mọi người đạt được cái thành công trong cái việc kích hoa. Thì em video đây là mang tính chất tham khảo thôi, mọi người thích thì cứ làm theo. Còn không thì mọi người xem cho vui thôi. Còn mà sau khi mà kích hoa xong á, nếu mà có thành quả rồi là em sẽ review thêm một lần nữa những cái nụ hoa để cho mọi người quan sát cùng em để có hoa cho Tết. Rồi chúc mọi người thành công. Mọi người xem video thứ hai cho em nút like, nút đăng ký để em có động lực để em làm những video clip tiếp theo để phục vụ cho mọi người cùng nhau xem cho vui, và thích thì làm theo, còn không thì thôi. Cho nên là em cũng cố gắng làm hết sức mình để giúp cho mọi người có được một cái vụ hoa để chơi Tết. Em xin phép kết thúc video và hẹn mọi người clip sau. Chào mọi người.